Rồi, cố lên, cố lên. Hoàng ơi, cứ đều đi, đều thôi. Tăng tăng. Đưa vòng cuối, vòng 5 lên em ạ. Một vòng nữa hả? Hết đây vòng đây xong rồi. 5 vòng nữa. Đây vòng thứ 5 rồi. Vòng thứ 5 ấy. Đã đang qua tất cả. Đây hết vòng 5 nữa. Hết vòng 5 rồi. Ờ, một đoàn hết vòng 5 rồi. Hả? Cái đội kia mới hết vòng 4. Cái đội một mấy thằng đi trước hết vòng 5 rồi. Chứ mấy thằng hết vòng 5 rồi. Cái hồng lê là hết vòng 5 rồi. Tức là có người về là chạy từ 5 rưỡi thì khả năng là 5 vòng thứ 5 là phải đi vòng 5 rồi. Ờ, đến vòng 5 rồi.